Việt Nam thêm 2.708 người mắc COVID-19. Sáng ngày 26 tháng 7, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam thêm 2.708 ca COVID-19 mới, trong đó có 2.704 ca ghi nhận trong nước. Trong 2.708 ca mắc mới, có 2.704 ca ghi nhận trong nước. Tại Thành phố Hồ Chí Minh 1.714 ca, Bình Dương 407 ca, Tiền Giang 201 ca, Đồng Nai 125 ca, Vĩnh Long 49 ca, Đà Nẵng 27 ca, Phú Yên 26 ca, An Giang 25 ca, Bình Thuận có 23 ca, Bình Định, Đồng Tháp, Bến Tre 19 ca, Đắk Lắk 16 ca, Khánh Hòa 12 ca, Cần Thơ và Hậu Giang 7 ca, Đắk Nông 5 ca, Lâm Đồng 2 ca, Hưng Yên 1 ca và có 4 ca nhập cảnh. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam chữa khỏi cho 19.342 ca. Tính đến sáng ngày 25 tháng 7, Việt Nam có tổng cộng 101.173 ca mắc, trong đó có 98.991 ca trong nước và 2.182 ca nhập cảnh. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch thứ tư kể từ 27 tháng 4 đến nay là 97.421 ca, trong đó có 16.564 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện cả nước có 8 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 4 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới là Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Cạn và 9 tỉnh, thành phố không lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Nam Định, Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu và Hòa Bình. Trong ngày 25 tháng 7, Việt Nam thêm 77.967 người được tiêm chủng vaccine COVID-19. Tính tới 16 giờ cùng ngày, nước ta đã tiêm 4.613.491 liều vaccine COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 389.863 người.